The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật, áo đường xa không âm gió phương xa, nhìn đêm vắng. Mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong mê nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước tù, áo nhà binh thương linh linh thương quê vì đời. Jimmy kính chào quý vị và mời quý khán giả cùng đến với Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, cách đây không lâu, Jimmy có hân hạnh mời nam danh ca Chí Linh góp mặt trong chương trình để tâm tình cùng với quý vị. Qua buổi mạn đàm hôm đó, chúng tôi đã được sự hưởng ứng và yêu thương của tất cả quý khán giả từ ở trong nước cho tới hải ngoại. Và hôm nay, qua rất nhiều những lời yêu cầu và cũng là một may mắn thêm một lần nữa cho Jimmy Show, chúng tôi rất hân hạnh để mời sự trở lại của nam danh ca Chế Linh. Con xin chào chú. Chế Linh xin chào Jimmy và xin trân trọng chào tất cả quý vị đang theo dõi đài. Thưa chú, như con lúc nãy có nói đó là qua cái buổi mạn đàm lần trước thì có rất nhiều khán giả yêu thương và có viết email và viết thơ vào nói là chương trình lần đó được nghe rất nhiều những câu chuyện, những tác phẩm hay của chú. Nhưng mà họ cũng còn những cái thắc mắc, những cái uẩn khúc về chú mà họ muốn nhờ chú trả lời một lần nữa. Nhưng mà hôm nay nhân dịp chú về đây chú hát, cháu biết là chú rất là bận rộn đi xa, thì hôm nay có việc gặp. Làm một nghệ sĩ mà được như ngày hôm nay, mình có khán giả, mà khán giả muốn những cái điều gì ở mình thì mình phải đáp ứng cái vậy thôi, dù có bận rộn cách mấy. Cho nên cũng xin rất là cảm ơn Jimmy cũng đã có cái hệ thống để mình có cái dịp để tâm tình cùng với khán giả và những mình trả lời những cái gì mà khán giả muốn ở mình. Dạ đúng rồi. Và câu hỏi sau đây cũng là một câu hỏi mà cũng nhiều khán giả nhờ con hỏi chú đó, là hình như là vào năm 1972 thời Việt Nam Cộng Hòa, lúc đó chú bị cấm hát thì phải. Coi như là mùa hè đỏ lửa đó, năm 1972 là coi như là đài nào cũng nghe tên, nghe Chế Linh từ coi như là đài quân đội, đài Sài Gòn, đài truyền hình này, có nói mở ra là nghe. Và đồng thời lúc đó đó coi như cái lượng mà họ cho chú những cái gọi là quá hạnh phúc đi. Rồi đồng thời là chú hát những cái bài mà cháu cũng biết rồi, thời lính mà chú hát toàn là những bài buồn không, những bài nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ vợ con, nhớ bạn bè, rồi toàn là nghĩa là buồn tính là buồn lắm. Cho nên đó, khi mà quá lớn rồi thì mình được cái giấy coi như là bị cấm hát trên toàn diện đất nước, từ phòng trà cho tới đại nhạc hội cho tới tất cả các hệ thống. Lúc đó là chú cũng thấy rằng chết rồi, tại sao mà mình có hoạn nạn như thế này. Nhưng mình chấp nhận là bởi vì lúc đó là cấm là phải rồi, là phải chú hát buồn quá. Chứ mình cũng thấy rằng là đồng ý, những người lính là những người trưởng thành là mới đi lính. Nhưng mà trên cái đạo luật thì là dĩ nhiên là không có, không thể nào cấm giọng ca được. Nếu cấm là cấm bài hát mà thôi. Nhưng mà ở đây mình chấp nhận là bởi mình cái tiếng hát của chú hơi buồn, buồn quá, không có hợp giữa chiến sĩ cái thời bấy giờ. Vì thế chú cũng chấp nhận, chú nói là thì bây giờ là thôi, mình cũng phải hy sinh. Nhưng mà không ngờ chú lại được các ông tướng ở ngoài mặt trận
coi như ngoài các nơi xa, tiền đồn xa xa đó, thì lại mời chú đi hát. Mà lúc đó chú đi hát là nhiều tiền hơn là hát ở Sài Gòn, hát đại hội. Là bởi vì ở đó có như là từ tư lệnh cho tiền rồi nè, rồi các những người lính mà chung nhau bỏ tiền vô rồi người ta coi như để mà trả lương cho mình. Còn hát còn nhiều tiền hơn là ở thành phố. Thành đứa đó là tại sao mà chú đi hát tiền đồn nhiều mà chú không phải là lính, mà tại sao là chú đi hát tiền đồn quá nhiều. Mà cũng vì như thế nó có một số những cái những người thắc mắc, nói là ở thời đó nói là ông Thiệu thương Chế Linh lắm, mà tại sao mà Chế Linh bị cấm hát. Không ai có nghĩ là Chế Linh bị cấm hát hết. Đúng rồi. Nhưng mà ông Thiệu là tổng thống. Dạ. Nhưng mà cấm hát của mình đâu có phải ông Thiệu cấm đâu. Bộ Thông tin cấm. Dạ. Nó thành thứ đó. Cái việc đó là cái việc mình phải chấp nhận. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ là thôi mình phải hy sinh. Dạ. Là bởi vì hát không có lợi. Như báo chí nói, như ở trong bộ thông tin nói như thế, thì mình cũng phải hy sinh, phải chấp nhận. Nhưng mà không ngờ được một cái sự mà gọi là hưởng ứng của các tiền đồn. Bởi thế chú đi hát tiền đồn rất nhiều. Mà chú không phải là người lính. Đi hát bất cứ một binh chủng nào thì chú phải mặc đồ binh chủng nấy. Rồi một thời gian đi hát ở đó thì coi như là cũng nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Có khi đang hát bị pháo kích nữa. Lấy cái vậy. Nhưng mà cũng may mắn là những cái nơi mà chú đi hát coi như là được một cái sự mà gọi là ngưng, không bắt. Đến khi hát xong rồi mới pháo kích. Em pháo kích. Nói cho cháu biết là coi như thời đó thì chú cũng phải như là cũng hoạn nạn lắm đó. Nhưng mà nhiều người hoạn nạn hơn chú. Những người mà anh em ở trong tâm lý chiến. Nhưng mà ở tâm lý chiến đó, như anh Duy Khánh, Nhật Trường, anh Hùng Cường đó, thì là coi như những người đó nằm ở trong tâm lý chiến. Họ có trách nhiệm là họ phải đi. Chỗ đó là coi như chắc là trong bộ tư lệnh tổ chức. Thì họ mới đi trong bộ tư lệnh không. Không phải đi như chú, mà đi hễ chỗ lính nào mời là chú đi mà. Mặc dù chú không phải là quân nhân. Không phải quân nhân. Nhưng mà tại vì mỗi một lần mà mời như vậy đó thì là chú phải đi tới gọi là ông Trung tướng Minh. Là để mà xin cái giấy để đi máy bay. Anh đem cái giấy đó, có khi đi trực thăng, có khi đi máy bay khác. Thành thử là mình phải đi tới để mình lấy cái giấy máy bay, lấy cái máy bay đi. Thành thử ông cũng hỏi hoài thôi. Ông nói là tại sao mà anh đi hoài, nói là tại ta mời em thì chỗ nào em cũng phải đi thôi. Mà cái thời trước thì em là cái người mà gọi là người chàm không đi lính. Vì bây giờ là em xin nghĩa là thôi thì đóng góp đi. Là đi hát cho lính nghe. Mà cũng từ cái chỗ đó mà nói là lính chê rồi. Lính chê ở đây đó là có thể nói là lính thương hơn. Nó nói ngược lại. Cuộc liên hoan nước kia sắp tàn mà sao tình mình thêm chưa chan. Xiết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi. Thưa chú, bởi vì con thấy những cái hình ảnh của chú trước 75, chú đi hát ở tiền đồn đó, chú mặc đồ quân nhân. Thì như thế hệ sau, như cháu thì tưởng đâu chú là trong quân đội. Nhưng mà nghe câu chuyện này mới biết là dân tộc thiểu số, dân tộc Chàm thì lại không phải đi lính. Cứ mỗi một lần mà đi ra ngoài tiền đồn như thế, thì từ trang bị súng đạn, súng, rồi áo giáp, nón sắt, phải tự bảo vệ. Không có, là bởi vì họ phải trang bị cho mình. Tức là mặc dù là mình không có ngày nào đi học quân ngũ, nhưng mà súng thì mình bắn, biết bắn mà. Cũng cứ đi học bắn súng. Còn cái việc trang bị như áo giáp, như nón sắt, như tất cả các thứ khác giống như người lính thiệt.
thì mình phải tự tự lo cho mình, họ phải trang bị cho mình để cho mình, chứ họ đâu có, họ đâu có ôm mình đi đi hoài được. Đúng vậy. Mà mỗi lần đi ra những chiến tuyến để hát cho lính nghe như vậy đó, thường bên cạnh chú thì có những ca sĩ nào đi đi theo chú? Sau này thì trên có đưa như Phương Hồng Quế, đó, như Trang Mỹ Dung, có Thanh Tâm, cũng có một số những đứa khác mà coi như họ tưởng là chắc đi sướng lắm, đi rồi mà họ mới thấy hết hồn, cực quá. Là bởi vì như cái ngọn đồi Paston, yeah. Ngọn đồi Paston một hồi thời đó là ngọn đồi Paston là coi như thứ dữ lắm ạ. Yeah. Thế mà ở đó họ cũng xin ở sư đoàn 1, yeah. Sư đoàn 1 mà coi như bộ binh ở ngoài đó xin thì mình cũng phải đi hát, yeah. Nhưng mà trực thăng xuống thì là không xuống được, yeah. Ở chỗ mình muốn hát, nhưng mà rồi phải đi đi xuống một cái vùng vùng mà chỗ đóng quân của bộ tư lệnh, yeah. Thì mình đứng lên lô cốt mình hát bằng cái máy á, cái máy cái máy truyền tin á, wow. Có khi bộ đội cũng nghe, oh. Rồi ai muốn yêu cầu bài hát thì cứ yêu cầu, yeah. Lúc đó là chú có Phương Hồng Quế đi theo, yeah. Lúc đó vui lắm. Rồi, những bài hát nào mà thời đó chú thường hát cho lính nghe? Thì là chẳng hạn như trên bốn vùng chiến thuật, người nhập cuộc rồi bóng có mây rồi đêm buồn tinh lẻ, rồi nhiều cái những cái bài gọi là những cái bài mà cho lính. Dạ đúng rồi. Rồi đồng thời ở trong đó cũng cắt cớ đó, thích bài bài tình yêu hơn. Đúng đó rồi. Là vậy. Tình nữa là cái thời mà thời đó là coi như không phải như ở phía Bắc. Coi như bộ đội rồi chỉ có nghe những cái bài hát khác, còn ở đây bên phía Việt Nam Cộng Hòa đó, yeah. Thì lính có quyền nghe tất cả những các loại khác, không cấm họ đâu, yeah. Đó, cho nên nó khác, yeah. Cho nên là chú được hát cho lính nghe những cái bài lính hát những cái bài cho tình yêu rã rời, họ được phép nghe hết, yeah. Con cảm ơn chú thật nhiều được nghe những câu chuyện của một thời chinh chiến này, tụi con rất là thích thú. Sau một vài giây phút thương mại thì chú Chí Linh sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với chú Chí Linh. Thưa chú, lúc nãy nghe chú kể về một thời chinh chiến, chú đi hát ở ngoài tiền đồn cho những người lính nghe. Vậy thì như lúc phần trước chú cũng có chia sẻ là chú cũng có sự thân thiết với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì lúc thêm. Đó là coi như là ông thương nghệ sĩ lắm. Mà chú là cái người mà cùng xứ với ông. Thành thử là có những cái vui buồn gì, chẳng hạn như cơm thường ông cũng mời vô ăn cơm đại khái vậy, yeah. Thì dễ thương lắm. Tại vì hơn nữa là chú là nằm ở trong cái hội Ninh Thuận, yeah. Cái hội Đồng Hương Ninh Thuận, yeah. Mà ông là coi như là danh dự, còn cái người mà coi như là hội trưởng đó là ông Ngô Khắc Tỉnh, bộ trưởng Ngô Khắc Tỉnh, yeah. Vậy là chú cùng với Tổng thống Thiệu là đồng hương với nhau. Đồng hương, thành thử đó coi như là rất là thương Chí Linh, yeah. Thành nên có nhiều người cũng nói là lúc này nó gặp ông Thiệu nó gặp, yeah. Sau này cũng gặp qua hải ngoại cũng gặp nói lại chuyện, yeah. Cũng hồi mà ông chưa mất thì là coi như cũng nói chuyện tuần nào cũng nói chuyện á, yeah. Hình như tới lúc mà gần khi mà ông mất cũng có hẹn hò gặp nhau với có yeah. Coi như là ông thích đi cầu lắm, thì cho nên là mê câu, yeah. Nói thôi bây giờ là tổng thống năm nay rồi thôi đi, hè năm nay rồi thôi qua bên Canada câu đi, câu nước ngọt, yeah. Tại vì không có nước biển, yeah. Còn bên Boston thì là coi như là bên các nơi thì là nước mặn, thì bây giờ ông chấp nhận, yeah. Nói là thì sẽ đi câu bên Canada, yeah. Cho nó vui, yeah. Rồi chưa có gì hết thì là ông mất, yeah. Lúc mà ông mất ra thì là chú còn đang lêu bêu ở đây, và 911 mà. Dạ, 911 mà. Thành thứ đám tang của ông thì chú đi không được, chỉ có gửi vòng hoa thôi. Dạ. Chú có phone chia buồn với phu nhân, dạ, của tổng thống, dạ. Và đồng thời là có vòng hoa chú thôi, dạ. Rồi lần nữa chú không có đi được, mà chú ở đây là đang hát ở đây để đi xin tiền để mà Ủy lạo cho cái 911. Dạ vâng.
À, trở lại câu chuyện của chú đó thì sau biến cố năm 75 thì chú kẹt ở lại Việt Nam. À, đúng. Và cũng trong thời gian đó thì con được biết là ở trên chế độ mới, chế độ cộng sản đó, thì chú cũng bị tù biệt giam thì phải. Chú nói thêm về cái lý do vì sao. À, thì cái này là cũng coi như là ít khi cũng người biết, nhưng mà bây giờ thì sẵn có những cái thắc mắc của cháu và đồng thời là của khán giả để cho khán giả biết luôn. Sau 75 thì là Trinh có đi hát ở một vài nơi, nhưng mà mình hát là không phải đi hát đâu, coi như đâu có bài nào hát đâu. Đó. Thì là chỉ có thuộc cái bài gì mà con chim bồ câu trắng vậy đó. Nếu là chim đó, thì, thì tự nguyện, đúng rồi, tự nguyện. Đó. Rồi còn những đâu có làm gì được. Rồi giới thiệu chương trình thôi. Cho anh Tùng Lâm, rồi cho những cái coi như là cái hát chui hát nhủi vậy mà. Rồi đồng thời là, sau khi mà hát ở tại Thốt Nốt á, hát tại Thốt Nốt là Cần Thơ đó, còn có một buổi hát đó thì là mới quân quản mà bộ đội đông lắm, yêu cầu hát bài Thành Phố Buồn. Bộ đội yêu cầu Thành Phố Buồn mà chú nghĩ là chết rồi, bài này thì nó không có gì vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình không có xin, ban tổ chức không có xin phép, mà bây giờ chế độ mới mình không biết có như thế nào, mà mình hát những bài cũ này không biết có sao hay không. Trong chương trình hôm đó đó thì có Hữu Phước nè, có Thanh Việt nè, có anh Trường Hải, Nhật Thiên Lan, có nhiều anh em nghệ sĩ lắm. Rồi đến khi chú từ chối hoài không được, khán giả thì mình thấy ở dưới kia bộ đội la quá rồi, Thành Phố Buồn, Thành Phố Buồn ở đây cái, thì chú cũng thấy là vì đa số quý vị khán thính giả yêu cầu là tôi xin là xin phép quý vị bên ban văn hóa cho tôi được phép để đáp ứng lại. Mà nếu mà họ mà đứng lên phản đối không cho phép thì được quá rồi, là đỡ cho chú, họ cũng làm thinh. Là một cách gián tiếp đồng ý. Họ cũng làm thinh. Thì chú cứ nghĩ là ở đây chắc có lẽ chắc cũng được không sao. Thôi xin giới thiệu bài đó. Trời ơi, bài đó thì ban nhạc thì đúng tủ rồi. Trời ơi, chú hát từ 3 lượt. Wow. Hát rồi xong cái nhạc chơi rồi chú hát lại, cho lại. Hát nữa. Hát từ 3 lượt. Lần thứ 3 cúi đầu chào thì có hai cái súng. Súng bên này, súng bên này, hai cái súng đưa lên. Lúc đó ai cũng nín thở rồi. Chết mồm. Lúc đó là vợ chú mới có mang bầu 4 tháng. Rồi anh Trường Hải lúc đó ôm cái màn đó mà rung. Xanh mặt. Rung. Tới chừng cái xong chú hát xong rồi đưa hai cái súng đi lên. Chú thấy là nguy hiểm quá rồi. Rồi xong chú thấy là không yên rồi. Tại vì khi mà họ đưa cái súng mình đưa ngay mình như thế này thì chú không nghĩa là không có đi ra đằng sau đi, mà chú đi xâm xuống dưới, nhảy xuống dưới sân khấu, đi giữa khán giả luôn. Lúc đó khán giả nói đầu ngay là khán giả đi ra luôn, bộ đội cũng ra luôn ngoài đó luôn, coi như là đi ra ngoài đó thành loạn luôn rồi. Thì lúc mà bắt chú đi vào trong quân quản thì là thấy người ta la quá rồi. Thì là chú nói là như mấy vị đó nói là bây giờ thật sự là cái bài hát này thì tôi nghĩ là tôi cũng như thưa với quý vị hồi nãy rồi, tôi chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Và bây giờ đó thì là để cho khán giả đừng có nghĩ một cách nghe là khác hơn. Là tôi sẽ mang tội là làm ồn ào ở đây. Thành ra quý vị cứ cho tôi ra đi, rồi sau buổi hát tôi sẽ vô lại. Tôi sẽ vô lại. Lúc đó là cho chú ra, cho chú đi vô, người có vé cũng vô, người không có vé cũng vô. Wow, đi vô lại vô. Đông lắm, đông. Tới chừng hát thì mở màn cho cái xiếc.
rồi xong cái là có hai ông bà già người bán hủ tiếu ở ngoài cửa rạp á, là người Tàu. Bán hủ tiếu, hai ông bà già vô nói sao con ngu quá vậy, con hát một chim để cho con hoạn nạn này. Mà mình cũng nghĩ là con đâu có biết đâu, cái việc này là con cũng không biết. Rồi bây giờ là con đứng đây làm chi? Nói chứ con đi đâu? Nói đi chỗ bác dẫn con đi ra đằng sau, đi rồi ra đằng sau. Ông bà mới nhờ bao nhiêu đứa nữa ra đẩy xe, chú không có dám nổ máy, đẩy xe hơi ra, đi xa lắm mới nổ máy. Rồi chú mới đi về Sài Gòn. Đúng. Nhưng mà cũng một thời gian sau thì là chú bị bắt ở tại Sông Mau. Tại Sông Mau. Là vì cô chú hát Thành Phố Buồn mà bị bắt đó phải không? Nghĩa là có một vài cái việc khác. Coi như là Thành Phố Buồn thì là có không biết có góp ở trong cái chuyện của chú hay không. Thì chú bị bắt ở tại Sông Mau. Đêm tới là coi như là bên Sông Mau, ở tại Sông Mau 13 ngày. Trong cái cùm mà nó có cái cây dài lắm, cùm 12 người, coi như là mỗi một người một cái chân nha. Đứng nghe là cái cùm dài lắm. Biệt giam luôn hả chú? Chưa, lúc đó là ở ngoài trời. Ở ngoài trời. Mà cùm chân tay hết. Cùm một chân thôi, mỗi người một chung chân. Trời ơi. Đó, dỡ chân lên vậy nè. Cái cùm mà vui lắm, cái cùm nó bằng cây. Dạ. Dỡ lên vậy nè, cùm cái chân rồi mở. Rồi xong, thì chú ở đó 13 ngày. Dạ. Thì mới dời cái trại. Chú đi về Mỹ Đức. Mỹ Đức là ở Phan Rang. Lúc đó thì biệt giam rồi đó. Biệt giam này thì coi như ở trong đó mười mấy tháng, 18 tháng. Biệt giam. Lúc đó là nó có hai cái chữ U vậy nè. Xỏ bên chân này một cái, rồi cái xỏ sắt ở đây. Rồi mới khóa lại. Đó, ở trong biệt giam. Thành thứ đó, hồi đầu tiên mà mới vô biệt giam là chú cứ suy nghĩ về vợ con bên ngoài, có bầu này, không biết ai lo này cái đó. Và tới chừng cái chú nghĩ là bây giờ mình có lo cái mấy thì cũng đâu có làm cái gì nữa. Thôi mình phải lo cho bản thân mình. Là lúc mà đang cùng vậy đó, chú cũng phải tập thể dục. Tập thể dục. Tập thể dục để cho sức khỏe mình có, để cho mình sống. Đúng rồi chú. Mà nếu mà ghép tội mà tội phản động là chết lắm, dễ chết, nghĩa là không biết lúc nào bắn. Thành ra mình phải để cái hình hài mình cho nó đẹp, khi bắn thì mình phải cho đẹp. Chú nghĩ vậy. Nhưng mà ở trong biệt giam á, thì là kế bên chú, biệt giam thứ nhất, biệt giam thứ nhì là chú. Biệt giam thứ ba là ông Nguyễn Luân, tức là cha chánh sở ở Hồ Diêm, Phan Rang. Rồi tức là 32 biệt giam. Biệt giam mỗi biệt giam là chỉ có người thôi. Một người thôi đó. Thì lúc đó là chú thấy là chú phải lo cho bản thân mình. Chú phải lo tập thể dục, nghĩa là nhảy không được nhưng mà cũng phải nhảy. Phải lo. Và ăn thì là mình cũng phải, nghĩa là phải ăn để sống. Để sống. Yeah. Một chén cơm là coi như ở trong cái mo cao đó, trong cái mo cao lúc đó thì ở trong biệt giam đó, thì là không có đũa nè. Không có cái gì mà sắt cứng nè. Chỉ có như cái mo cao đưa cơm cho mình ăn. Con cảm ơn chú thật nhiều đã chia sẻ vì hát bài Thành Phố Buồn mà đã nhém chút xíu là bị bắn ngay trên sân khấu rồi bị biệt giam nữa. Không có, cũng mình sau lúc đó đó thì là mới đi hỏi cung này cái nào đó. Đưa đi hỏi cung thì lúc đó là mình thấy là mình ánh sáng, thèm ánh sáng. Lúc đó ở trong đó biệt giam này thì mình tối thui rồi, đâu có ánh sáng gì đâu, tối thui. Rồi đồng thời là thành nữa đó, cái khi mà chú ở trong đó rồi, chú mới thấy cái giá trị mà thèm ánh sáng mặt trời. Ra một cái là chú thấy cái người của chú đen như thế này mà thành bạc. Đâu có ở bạc được. Tại đâu có nắng vô đâu. Mình nhận không ra mà. Cảm ơn chú, và sau một vài giây phút thương mại thì chú Chế Linh sẽ trở lại với chúng ta với những câu chuyện. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với chú Chế Linh. Thưa chú, lúc nãy nghe chú kể về thời gian chú bị biệt giam sau năm 75. Mà biệt giam như vậy là bao nhiêu năm chú? Coi như 18 tháng. 18 tháng. Wow. Từ cái ngày ở đó, tóc của chú thì dài. Trí của chú đó, chứ làm gì đó có trí đó. Mà nó mình không biết nó cắn lúc nào rồi, mình không nghe, không cảm giác thấy cắn nữa. Dạ. Yeah. Lúc mà coi như từ cái ngày ở biệt giam, yeah, tới ngày ra đó, thì cái ông quản đốc là ông nói là à, bây giờ anh có cái nguyện vọng gì hay không? Mà mình nghĩ là ở ngoài kia nói lẽ có cái chữ nguyện vọng đó, tức là mình sắp chết á. Là ân huệ cuối cùng. À, ân huệ cuối cùng là mình ước vọng cái gì đó. Yeah. Nguyện vọng cái mình muốn cái gì thì mình, yeah, muốn, thì mình chú chỉ xin chú cho nói là cho gặp vợ chú này, vợ thứ nhất, vợ thứ nhì, rồi vợ của chú, rồi cho gặp mẹ của chú đó, rồi gặp những người thân vậy đó, cho hẹn bút nữa. Ok. Trời ơi, họ cho chú gặp hết. Ôi trời, bao nhiêu người vợ cho gặp? Họ tạo ra gặp khác nhau. Ok. Khác nhau. Yeah. Khác nhau. Rồi gặp hết. Vợ chú bây giờ đó là coi như gặp cuối cùng. Yeah. Có đem có ẵm đứa con cũng mười mấy tháng đi ra chỗ. Coi như đầu tiên được đi thăm nuôi, được đi thăm đó, được, yeah, được biết là chú còn sống. Yeah. À, là vậy đó, thành thứ đó. Đến khi xong rồi, không phải mình cái nguyện vọng của mình như vậy là để mình đi xử bắn. À. Ôi, mình nói chết mẹ rồi, mình bị lộ hết rồi. Nhưng mà thì chú mới thấy là ồ, thì tay ra rồi. Nhưng ông này có những thử mình, có những nguyện vọng của mình cái gì. Thì đúng, gặp mẹ, gặp những người thân của mình, gặp vợ mình, thì mình đây mà coi như là trước khi mình chết mình phải gặp. Thấy cái vậy. Yeah. Nhưng mà cũng rất may, ở trong đó cho tới cái ngày ra luôn, thì chú cũng không biết là chú được ra. Khi mà bên ban quan đốc nói là à, ra cắt tóc đi. Rồi anh được đi về. Yeah. Anh được đi về, mình đâu có tin. Gắn một cái chữ mà gọi là phản động mà đâu có dễ mà tha vậy. Yeah. Mình thấy rằng là rất là khó đi ra. Yeah. Nhưng mà mình không có nói là tôi nghĩ là cho tôi ở đây đi, tôi không về đâu. Nói không có, anh phải về, bây giờ anh được cái giấy để lệnh tha rồi. Anh phải về. Yeah. Tới chừng cái mình cũng không tin. Tới chừng cái họ nói đây này, cái anh này chắc anh cũng anh biết anh này là tên gì, anh biết trong cái dân ở ngoài Phan Rang của anh là ông là bác sĩ Hương. Bác sĩ mà đi hớt tóc. À. Ông cũng làm thợ hớt tóc đó. Ông đi học tập thôi. Yeah. Học tập nên đi tù chung. Yeah. Rồi nói là anh đi ra đi. Nói cái bác sĩ này nói là anh được bữa hôm nay anh đi ra hớt tóc đi, mẹ anh đang ngồi ở ngoài. Cái tên chú đi ra, chú thấy mở cửa ra ở ngoài phòng đợi đó. Yeah. Chú thấy mẹ chú, tình yêu chú mới cho hớt tóc. Yeah. Hớt tóc thì mẹ chú có mang cái áo quần mới, là bởi vì trong đó là chú đồ đạc của chú xé ra rồi. Oh, yeah. Tại vì xé để mình làm cái gối đầu á. Xé trong đó. Yeah. Xé, coi như là nóng quá mà. Yeah. Nóng thì nóng, lạnh thì lạnh, nhưng mà chúng ta ở trần truồng vậy ngủ sướng hơn. Ở trong biệt giam mà đâu ai thấy đâu, là cá chô đó phải không? À, trong à. Nhưng mà rồi xong khi mà chú đi, họ cho chú ra thiệt. Thì lúc đó có hai cái nạn, họ đi không được. À, đi không được thì xe công an chở từ đó. Yeah. Đi lên trên xóm của chú. Yeah. Chú nghĩ là chắc có lẽ là đi về đó chắc có lẽ họ làm cái tòa án nhân dân quá. Tưởng là sẽ bắt. Nhưng mà nếu mà được chết ở tại làng nữa là sướng quá. Được chết ở tại đó thì sướng quá. Dạ. Cho chết tại nhà mình. Nhưng mà không ngờ đi tới gần chú thấy là ồ, không phải, chắc người ta đá banh. Mà đá banh tại sao không
thấy đông quá mà ở ngoài sân bắn. Tưởng nội sự bắn là làm gì? Tôi dừng cái tới đó thì mới thả chú. Bây giờ là chú bữa nay là chú được đi về đây để học tập chính trị. Rồi sau học tập chính trị rồi chú sẽ được được thả tự do. Nhưng mà thì từ đó thì coi như là cũng ở trong nhiều nhiều người lắm, cũng như 200-300 người là học ở đó. Để chú cũng có học ở đó. Học thì là coi như là những cái thu hoạch như thế nào đó, coi như làm cái bản thu hoạch là chú đâu có biết làm cái bản thu hoạch như thế nào. Mình coi như là mình cũng không biết. Thành thứ rồi chú không có làm gì hết. Đến khi tất cả mọi người được thả ra rồi, có mình chú bắt lại. Bắt lại một lần nữa. đem chú lên tới biệt giam lại lần nữa. Trời đất ơi, như vậy. Biệt giam lại lần nữa thì lần này là chỉ có 4 ngày thôi. Rồi họ cho ra. Lúc đó là chú nghe là họ cũng cho ăn rau, cho ăn đồ ăn, tức là bình thường. Không phải như ở trong biệt giam như cách đây. Là nữa là cho mình ăn. Rất là, tức là chú nghĩ họ cũng hiểu mình không phải là như họ gắn ghép. Là tại vì họ cũng nghĩ là như thế này. Lúc mà cái cuối cùng á là họ hỏi cung á, thì cho chú uống cà phê, cà phê đá. Hút một cái điếu thuốc cấp tăng. Đó. Thì lúc đó thì cũng hỏi cung, chú nói là chú cũng khai giống như mọi lần. Chỉ có vậy thôi. Chứ tôi không biết như thế nào. Còn quý vị rồi ghép tôi ở trong cái phản động thì cái việc đó tôi phải nhận thôi. Tôi không biết làm sao. Tới chừng cái họ dỡ cái hình cái trên bàn đó. Nào là có ông Thiệu, nào là có Cao Văn Viên, nào là có ông Đại Tướng, có ông Kỳ, nhiều lắm. Tại vì chú đi hát ngoài mặt trắng. Là có chính chú trong hình đó luôn. Khi mà nói thật là hồi đó là mấy ông thương chứ nên mà. Thương nghệ sĩ mà. Đúng rồi. Ai chụp hình cũng được. Thì chú có nói là như vậy mà tôi phải ở tù quan mạng như thế này. Chụp hình chung với tổng thống Thiệu. Nếu mà tại sao mà cũng vì căn cứ vào đây mà nói là tôi là nó thành nữa đó. Từ đó khi mà chú đưa cái lệnh tha này chú không có ký. Chú có không đi đâu đâu mà tha. Chú trở về với cách mạng. Nói là lệnh tha đã trở về với cách mạng. Chú nói là không, chú không có đi đâu đâu mà trở về với cách mạng, thành nữa tôi không ký. Lúc đó vợ chú đó, tưởng là chú cũng ra được cái ngày tháng đó là chú được ra chứ bao nhiêu ngày khác. Nhưng mà khi mà bắt chú lại, nhưng mà thật sự bắt về đó thì lại ở biệt giam, không phải ở biệt giam coi như là một mình. Ở biệt giam lớn hơn, coi như ăn uống cho mình ăn đầy đủ. Mà vẫn còn là trong biệt giam. Trong biệt giam. Nhưng mà rồi xong, lúc đó là mới cho mình về. Tức là mình cũng thấy rằng có một sự gọi là tổ tiên cũng khéo giữ cho mình những cái sức khỏe còn tồn. Rồi xong ở ngoài xứ chú không có vô Sài Gòn. Chú nghĩ là vô Sài Gòn thì cũng vậy thôi, ở ngoài xứ gần mẹ, gần anh em là sướng, bà con là sướng, ở ngoài Tràm. Nhưng mà rồi chú đi câu cá. Đi câu cá là cá rô ngoài đồng. Rồi đồng thời chú đâu có, chú sợ trùng lắm, đâu có dám bắt trùng. Rồi chú phải nhờ thằng cháu, mấy đứa cháu đi theo để móc trùng để chú câu. Câu rồi cũng có nhiều con công an rồi nói là thôi cha câu mẹ gì câu chờ thời. Tại vì mấy công an ở đó là công an con cháu không à. Con cháu làm công an xã ở làng vậy đó. Lúc mà được thả rồi chú có đi hát gì tiếp không? Không. Đến khi họ khuyến khích chú đi vô Sài Gòn. Nên vô Sài Gòn, ở đây không phải cái đất của anh. Anh vô Sài Gòn đi. Thì mình nghĩ là tôi vô Sài Gòn. Đi vô Sài Gòn thì là một thời gian. Thì cùng anh Tùng Lâm, cũng anh Duy Khánh, Nhật Ngân, rồi cũng kéo nhau đi hát.
hát chui đó, hát, không lúc đó là có đoàn hát rồi, đoàn rồi. Có đoàn hát Trường Sơn là của anh Hoàng Biếu, đoàn hát của Nhật Ngân, đoàn Nhật Ngân cũng có đoàn hát. Ồ vậy hả? Duy Khánh rồi Chế Linh, Ngọc Minh rồi cũng anh em nghệ sĩ đi hát, đi hát cũng đi hát, rồi mình cũng tập một số những cái bài hát nhưng đêm nguyện không phải cái gì đó tự nguyện, rồi đêm đông, rồi coi như là rồi lúc đó là chú nói thiệt đâu có thuộc bài nào nhiều đâu mà cái giọng hát của mình là đâu có hợp như dòng nhạc đó, đó thành nữa là chú nói là tôi cũng phải đi mà khán giả cũng tội lắm, cứ yêu cầu Thành Phố buồn hoài thôi, rồi khổ quá mà ta tôi bị hoạn nạn vì cái bài mà cho tới ngày hôm nay nói thật là chú thấy là đội ơn trời đó, đội ơn trời Phật đã đội ơn tổ tiên đã cho mình một cái sức khỏe, một cái tinh thần vẫn còn, hình hài vẫn còn, giọng hát vẫn còn, thành đứa nó cũng rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Còn cảm ơn chú thật nhiều và sau một vài giây phút thương mại thì chú Chí Linh sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và những bạn của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với chú Chí Linh. Quý vị thấy là nãy giờ chú cũng đã cho chúng ta trả lời những câu thắc mắc chung của quý khán giả đã có yêu cầu Jimmy nhờ hỏi chú. Vậy thì khi mà chú được thả ra như vậy đó thì khoảng bao lâu chú mới đi vượt biên? Coi như là năm 78 rồi cuối năm 70 coi như gần cuối năm 78 á. Dạ. Năm coi như năm 80 là chú đi. Năm 80 qua hải ngoại này Đi rồi bỏ vợ con lại ở nhà rồi sau này mới bảo lãnh. Dạ vâng. Thưa chú, cá nhân của con và cũng như là khán thính giả yêu giọng hát của chú đó thì theo dõi chú rất là nhiều trong các hoạt động, nhất là về sinh hoạt văn nghệ. Thì phải nói là trong thời gian qua chú cũng đã về lại Việt Nam hát, và con thì con thấy và cũng như khán giả thấy là khán giả ở tại Việt Nam rất là yêu thương tiếng hát của chú và dòng nhạc của chú, bằng cớ là chú hát ở Hà Nội thì được rất nhiều khán thính giả ở ngoài đó yêu thích, mà yêu thích chú hát là những bài nhạc vàng của miền Nam trước 75. Con xin nhờ chú nói thêm về cái điều đó. Nó có một số những cái việc mà có những cái người cũng thắc mắc cũng rất nhiều, nhưng mà đây mới là chính thức để mà trả lời cho quý vị với khán thính giả biết, là coi như là rất là cảm ơn cái sự theo dõi, sự thương mến của quý vị đã theo dõi và có những cái thắc mắc mà con nhờ cái nơi này, cho nên con xin được bộc bạch đến với quý vị sự thật là sau 75 thì là một thời gian sau thì là được coi như là cái bài hát này cấm hoàn toàn, cấm hoàn toàn. Và đồng thời là trước 75 thì không nói rồi. Trước 75 là bên phía Bắc đó, họ đã không được nghe những cái nhạc phẩm này rồi. Họ chỉ lén thôi. Tại vì cái văn hóa nghệ thuật nói chung là của Việt Nam. Mà người Việt Nam nghe là không được, là bởi vì bên kia, bên coi như là bên chế độ ngoài Bắc là không cho phép nghe những cái loại nhạc này. Loại nhạc này là loại nhạc quý mỹ, không phù hợp. Đó, cho nên đó, từ cái sự mà gọi là họ không được nghe cái món ăn tinh thần này. Và sau chiến tranh, tức là thống nhất đất nước mà vẫn còn không được nghe thì là có vô lối. Cho nên đó, có một sự ấm ức trong đó, đè nén trong đó. Nhưng mà nói là sau chiến tranh thì phải có những cái gì mà gọi là xoa, nghĩa là thoa, giao thoa cho nó mềm mại, tạo một sự mềm mại, thì chỉ có âm nhạc thôi. Đó. Mà bây giờ không cho nghe thì làm sao? Mà đến khi mà chú có một chủ trương là lúc nào cũng cầu nguyện cho sức khỏe mình, mà lúc nào cũng tập vật, tập vật rất kỹ. Mặc dầu không, nghĩa là hát ở hải ngoại thì là
đã nhiều. Dạ. Là cũng tập nghĩa là rất nhiều, nhưng mà hát hải ngoại sướng lắm. Hát chỉ có mấy bài thôi. Dạ. Còn hát ở Việt Nam đó là mình chuẩn bị cho kỹ. Đúng. Là mới mấy chục bài một lúc. Dạ đúng. Không phải ít, thành thử tập rất tập rất nhiều mà không biết có được hát hay không, nhưng mình phải tập. Dạ. Nhưng mình có cái niềm tin là sẽ có một ngày được đi về. Dạ. Đến khi mà chú có hồi năm 76 có xin phép để xin visa về. Ừ. Thì như ở Việt Nam lại không cho. 206 hả chú? 206. Ừ, ok. Xin đi về Việt Nam, coi như về Việt Nam để mà thăm gia đình, thăm gia đình thôi. Dạ. Là coi như là thăm gia đình một số những cái ở trong làng Tràm. Dạ. Nhưng mà không cho, nhất định không cho. Thì là bên tòa đại sứ Việt Nam bên Canada. Dạ. Cho biết là anh không được visa để về. Thì lúc đó là chú phải bằng mọi cách, chú phải nhờ bên UNESCO. Ồ. Làm cái giấy mời đi về. Dạ. Về để mình đi thăm, làm những cái văn hóa cổ. Dạ. của chàng. Dạ. Tại nữ đi về năm 2007. Dạ. 2008. Ừ. 2008 đó thì chú có gặp một số những nhân vật trong Bộ Văn hóa. Dạ. Trong Bộ Ngoại giao. Họ cũng hỏi ý kiến về vấn đề mà gọi là gần qua đây là anh có xin hát hay không? Ừ. Anh có cần hát thì làm đơn. Nói dạ, tôi về đây là tôi không phải đi xin hát. Mà về đây, nhưng mà nếu mà cho mình hát thì mình hát lấy bài rằng mình hát. Yeah. Nếu hát bài của khán giả của mình. Yeah. Thì cũng không được. Mà hát bài của mấy ổng thì là khán giả mình bỏ mình ngay. Yeah. Thành ra là mình không nên làm những cái việc đó. Dạ. Không nên làm những việc đó. Thì chú đi làm những cái việc khác. Đi làm cho nhà đi coi những cái nơi mà gọi là về văn hóa của người Chăm. Dạ. Những cái miếu. Tháp Chàm. Tháp Chàm thì là có nhà nước lo rồi. Dạ. Mình không nên lo vào đó. Dạ. Lo những cái gì mà gọi là miếu trong làng xóm. Dạ. Trong như là trong am này cái đó là được. Dạ. Đó là mình cũng đi cũng lo mấy cái đó. Dạ. Chú cũng đi lo mấy cái đó mấy nơi. Đến khi mà ở Bộ Văn hóa có hỏi. Dạ. Hỏi ý kiến này cái đó lung tung thì mình nói là cái việc mà đi về để hát mà tôi không có bài để hát. Dạ. Và đồng thời được tôi cũng thấy rằng trong cái hoàn cảnh mà đi hát ở đây thì chắc có lẽ mong quý vị cũng tha thứ là tôi chưa phải là đi tới đây để hát. Về đây để làm được một số những cái việc gì có thể là tiếp tay với quý vị. Yeah. Để làm một số những cái việc nhỏ nhỏ. Yeah. Thành thử đó khi sau này năm 79 năm 2009. Yeah. Thì mới được nghe ở Việt Nam cho 1.700 bài. Chứ 75. Không. 2009. 2009 đó. Thì chú về bên Canada rồi. Chú. Yeah. Mới thấy rằng ô, té ra rồi cái lời mình yêu cầu hôm trước đó thì bây giờ họ đáp ứng được. Yeah. Thì như vậy là cũng tạo một sự mềm mại. Yeah. Đến khi mà chú lựa một số những cái bài tủ của mình. 70-80 bài lắm mà. Thôi nếu chú chấp nhận đi về. Okay. Lúc đó là họ cho visa rồi. Okay. Thì là chú mới ký hợp đồng với một cái công ty ở bên. Họ gửi đi rất nghĩa là có rất nhiều công ty đấy mà mời. Yeah. Nhưng mà chú không biết công ty nào là công ty thiệt hay giả. Yeah. Thì chú có nhờ bên tòa đại sứ Việt Nam. Yeah. Cho tôi biết cái công ty nào. Yeah. Có thể là hợp lệ. Yeah. Thì họ cho biết là công ty nào có hợp lệ hết. Yeah. Thì mình bây giờ mình nhắm mắt mình pick một công ty. Okay. Yeah. Thì không ngờ là đúng cái công ty mà của Hoàng Tiến á. Yeah. Cho nên là thì là họ chạy giấy phép giấy tắc này của nó đó, ký hợp đồng vào năm 2010. Yeah. Thì 2011 mới chính thức hát. Dạ. Yeah, vâng. Tại Hà Nội. Mm. Tại Mỹ Đình. Nhưng mà Hà Nội thì là chú hát đã coi như là mười mấy lần rồi. Dạ. Yeah, đúng. Hát rất nhiều lần rồi. Dạ. Yeah. Phía Bắc đa số. Mà hát những bài hát của chú trước 75. Của chú.
hát tất cả những cái bài hát đó là của chú hát, có nghĩa là không phải của chú viết mà của tất cả những nhạc sĩ của miền Nam, của miền Nam Việt Nam. Đó là vậy. Con thấy chú hát rất nhiều ở trong ở Hà Nội và cũng như các tỉnh thành khác. Thì tại sao cái lượng fan lớn nhất của chú, khán giả trung thành nhất của chú là ở Sài Gòn? Tại sao con chưa thấy chú hát ở Sài Gòn? Cái này cũng là một trong những cái thắc mắc chung, không phải riêng cháu mà cũng phải một số văn nghệ sĩ hay là một số khán giả mà coi như là chung cả nước á. Tại sao mà chú hát cho Bộ Chính trị coi rồi? Hát cho Bộ Chính trị, trong Bộ Chính trị, hát ở trong Quốc phòng. Mà tại sao Sài Gòn không hát? Có nhiều người thắc mắc lắm. Đúng rồi. Có nhiều người nói là hay là chưa thống nhất. Tôi nói là cái việc đó là tôi không dám nói. Nhưng mà cái này thật sự là tôi cũng hơi khó chịu. Tại vì tại xứ mình, cái nơi mà tạo mình thành cái tên tuổi, mình về đây mình chưa tri ân được khán giả ở Sài Gòn, ở tại đây. Mà cứ hát ở phía Bắc không. Đối với chú thấy là cả một sự mà gọi là đau đớn, khán giả của chú chờ đợi ở đây. Mà chú lớn lên ở đây. Nó thành nữ đó. Cho nên chú lúc nào chú cũng cầu nguyện cho con còn sức khỏe. Con phải được hát ở trong Sài Gòn. Con mong sẽ có một ngày sẽ được hát ở trong Sài Gòn. Hát trong Sài Gòn rồi, để con tạ ơn đất địa ở đây đã tạo cho con một cái tên tuổi, cho con một sức khỏe, và tri ân khán thính giả của tôi ở tại đây, và những người mà gọi là thân thương nhất nằm ở trong này. Nhưng mà bây giờ thì thôi, mình nghĩ là khán giả ở đâu cũng được, đã như thế rồi. Thành nữ chú là có nhà hạnh phúc nhiều hơn những người khác, như anh Hùng Cường, như anh Duy Khánh, như Nhật Trường, coi như bỏ cuộc giữa chừng, họ không được như chú, được hạnh phúc, được đi về với quê hương, được hát cho khán thính giả mình, để tri ân khán thính giả mình, mà những vùng mà không phải là của mình. Thành thử chú đi đâu, chú đi ra ngoài Bắc, chú đi hát, chú cũng cầu nguyện, chú cũng nguyện là anh Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường, em đã tới đây hát, tôi đã tới đây hát, tôi biết quý vị cũng có theo tôi. Những cái ước mơ chung của chúng ta có như là quý vị chưa thực hiện được, nhưng tôi xin đại diện cũng như đi tới cái cầu Hiền Lương, cầu mà gọi là Bến Hải đó. Bến Hải đó, chú cũng tới đó, chú mở nước, chú xin cúng giái ở đó, chú cũng dậm chân ở đó, là chú nói là với anh Duy Khánh, Hùng Cường và Nhật Trường, nói là tôi đã tới đây và tôi mời các anh cùng chế lên để thưởng thức, để coi như là để ngắm lại cầu Hiền Lương. Mà thật sự chú cảm thấy là họ cũng đi theo chú đó, từng bước dần. Những cái địa danh mà coi như là hồi đó là mình không biết, chẳng hạn ở ngoài Bắc như Lào Cai, như ở Yên Bái, mà chú đi, chú thấy là chú hạnh phúc hơn những người đó rất nhiều. Chú thấy rằng họ hưởng ứng cái dòng nhạc này một cách nghe là mãnh liệt. Cái điều mà chú thấy rằng chú sướng nhất trong cuộc đời là mình đem dòng nhạc này về và được cái sự hưởng ứng như thế, nó lớn mạnh như thế, không còn gì bằng. Nó vô cùng nghe là hạnh phúc và vô cùng nghe là sung sướng. Chứ không phải là một phía ở phía Nam nếu hưởng ứng đó, thì bình thường quá rồi. Phía Bắc, thấy không? Mà phía Bắc lại hát những nhạc bolero, lại mình nghĩ là rất là nghĩa là gần gũi với mình, thấy sướng. Nhất là nhạc lính nó rất mê. Rồi bây giờ đó, chú đi ngoài Bắc á, ở trong Nam thì ít thì thấy, ở ngoài Bắc họ mặc đồ lính á. Đồ lính của Việt Nam Cộng Hòa mình. Đi đón chú ở ngoài phi trường này. Trời ơi, chú cũng ngại lắm chứ. Mình là ngại, nhưng mà họ cũng ngại. Họ thấy là có nên được phát sinh.
Yeah. Một cái đồ lính mà đi ngời ngời vậy đó. Yeah. Ma ba lô ba lít rồi đi giữ lắm. Như là người lính của miền Nam mình ngày xưa. Điều đó cũng chứng tỏ là sau 45 năm Việt Nam Cộng Hòa mình đã chiến thắng trên mọi phương diện rồi đó chú. Coi như là chú thấy là cái đó là một cái sự gần gũi, từ tạo một sự mềm mại đi. Yeah. Nó sẽ có những cái sự bình yên. Yeah, đúng ở trong cái, cái bài hát. Yeah. Đã thấm ở trong cái máu của hai bên rồi. Dạ đúng. Coi như là tạo một sự mềm mại rồi. Dạ. Tạo một sự hiền hòa rồi. Dạ. Sau chiến tranh là dĩ nhiên có một số những cái mất mát. Dạ. Có những cái buồn phiền. Dạ. Có những cái đau đớn chung. Dạ. Của cả nước. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú chỉ ví chú với những anh em nghệ sĩ là như là cái người cầm kim đi vá những cái vết thương. Dạ đúng. Họ cứ đưa cho chúng ta đi. Ừ. Những cái kim và cái sợi chỉ. Dạ. Để đi vá những cái vết thương. Dạ. Rồi sau lúc đó đó muốn quý vị muốn nói gì thì quý vị nói, còn tôi thì đi vá vết thương thôi. Dạ đúng. Chỉ có cái tụi tôi chỉ có làm những cái đó được thôi. Dạ. Làm những cái việc khác thì chúng tôi không dám. Dạ đúng. Đó vậy. Chú ơi, con thấy là nhiều khán giả bây giờ yêu dòng nhạc vàng và dòng nhạc vàng sống lại một cách rất là mãnh liệt. Và có người thì lại không biết gọi là kỳ thị hay không, người ta lại muốn chống đối hay là gì, người ta gọi đó là nhạc xến. Xến từ đâu có và tại sao là họ lại nói như vậy? Ồ, nói cái chữ xến này á, yeah, nó cũng vui lắm. À. Cái hồi đó ông Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường, bao nhiêu nghệ sĩ nó cũng bực mình lắm. À. Chú nói bực mình chi? Cái chữ xến trong văn chương, trong văn học có cái chữ xến sang đâu. À. Mà cái chữ xến ở đâu mà có thì chú cũng nói rõ luôn. Ông Phạm Duy á, lúc mà đang ăn trưa ở ngoài Thanh Thế. Dạ, trước 75. Trước 75. Thì có ông Mạnh Phát, có Châu Kỳ, có Đặng Tấn, có nhiều nhà báo lắm. Dạ. Ngoài đó đang đọc báo thì ông thấy là những cái bài hát mà của những bài hát phổ thông á. Dạ. Là sao nó ăn quá. Ông nói ui giời, thế cái bài này ăn thế này. Thành phố buồn, rồi đêm buồn tĩnh lẻ. Ừ. Rồi bao nhiêu cái bài quân Vinh Sử khoét dứt trung vô này cái đó, rồi đại khái nhớ người yêu này cái đó. Ông nói ui giời, cái bài xét như thế mà ăn thế nhỉ. Wow. Nó từ cái chữ xến đó ra. À. Thì ông Đặng Tấn nhà mình á. Yeah. Ông Văn Lương á. Yeah. Là cái bên báo mà sân khấu nghệ thuật, rồi bên báo của báo này báo kia kịch rồi khai thác ra. À. Dùng cái chữ xến này ra. Đó, tung ra cái việc đó. Yeah. Thì ông Phạm Duy, lúc đó là ông Phạm Duy có viết một bài đi vào trong cái gọi là trong cái nhạc phổ thông. Ồ, có viết một bài. Viết một bài sức mấy mà buồn buồn ơi bỏ đi tám đó, cái bài đó. Dạ. Yeah. Ông vô trong đó rồi nhưng mà không trúng. Dạ đúng. Thành thử rồi nói viết cái bài mà phổ thông, có như bài mà bình dân đó. Chú gọi là bài bình dân cho nó. Yeah. Cho nó dễ nghe. Dạ. Yeah. Chứ còn nói là cái nhạc xến thì là không, nghe là cái việc đó là cái việc mà chú thấy rằng họ dùng không đúng. Mà chú có buồn khi nghe điều đó không? Không bao giờ. Nó buồn chi. Cái số lượng người nghe được. Yeah. Hay không. Ừ. Là mình phải cần thiết. Đúng. Chứ. Yeah. Còn cái xến sang đây cũng là trong lúc nhạc đâu có đâu. Không, trong âm nhạc, trong văn chương, trong văn học đâu có đâu. Yeah, đúng. Cái chữ xến này nó từ cái Marie Xến hồi thời Tây đó. Thời Tây. Đó. Rồi ông Phạm Duy, ông không có ác ý. À, đùa thôi hả? Ông nói một cách rất tinh thực. Ừ. Chứ không phải rồng miệt thị. Yeah. Là nhạc bình dân. Yeah. Ông không có cái ý miệt thị nhạc bình dân. Yeah, vâng. Nhưng mà người ta khai thác cái đó thành cái nghệ trở nghệ. Thành một cái sự ác ý. Wow. Trở thành một cái sự miệt thị. Yeah. Nhưng mà chú nói là cũng tội nghiệp cho những người mà dùng cái đó, họ cũng không biết. Yeah. Họ nghe như thế thôi. Cũng có nhiều người cho nên cũng giải thích với mấy như bao nhiêu anh chị ca sĩ. Yeah. Nói là trời tại sao khó chịu vậy. Ừ. Có anh như là cho nên người ta đọc lái là cho nên là lính chê. Ừ. Cái chuyện của người ta. Yeah. Mình là của khán giả cũng có quyền nói. Yeah. Không sao, nhưng mà mình cứ lo làm những cái nhiệm vụ của mình đi. Yeah.
làm nhiệm vụ của mình đúng là rồi. Tốt nhất dạ. Là tức là khán giả cần khán giả chứ không phải sến và sang. Cảm ơn chú thật là nhiều. Hôm nay những giải đáp của quý vị cũng như của Jimmy đã được chú Chí Linh đã trả lời rất là thành thật, và đó cũng là một cái giai đoạn lịch sử chung của đất nước Việt Nam chúng ta thời năm 75. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại chú Chí Linh trong một kỳ khác. Kỳ tới đó, con cũng muốn chú nói thêm về tại sao dòng nhạc vàng lại lớn mạnh, và giống như con nói là Việt Nam Cộng Hòa mình 45 năm tuy chúng ta sống lưu vong nhưng mà cái nền văn hóa chúng ta đã sống rất là mạnh liệt ở trong nước. Cảm ơn chú đã đến với chương trình của con. Chúc chú những ngày tới nhiều sức khỏe và những show diễn của chú thật thành công. Chú cũng xin cảm ơn Duy, Jimmy đã cho chú cái cơ hội làm tâm tình. Và đồng thời cho nên cũng xin thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã cho nên mấy mươi năm qua cái tình thương yêu rất là đậm đà và vẫn còn thương mến. Vì thế cho nên cũng luôn luôn nhắc nhở để giữ sức khỏe và giữ cái tiếng hát, mong một ngày nào đó được hát ở trong Sài Gòn là coi như cái điều mà mong mỏi rất là lớn đối với cho nên một lần nữa xin chúc tất cả quý vị mọi sự bình an và hạnh phúc. Cảm ơn chú thật nhiều. Và cùng với lời chào vừa rồi kết thúc Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.